chí Vũ Trọng Huấn, Chánh Văn phòng, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân thành phố lên làm việc. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, Tuyên Quang được biết đến không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử mà còn được biết đến là một miền văn hóa tâm linh đặc sắc, phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Hôm nay tại khu di tích đền Hạ, đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, long trọng tổ chức khai mạc lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỉ La năm 2024. Đến dự khai mạc lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỉ La hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Về phía đại biểu trung ương, xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Yên, Ủy viên Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam và các thành viên trong đoàn. Đề nghị như lên cao mừng. Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Việt Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị như lên cao mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tô Hoàng Linh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị như lên cao mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị như lên cao mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. Đề nghị như lên cao mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập báo Tuyên Quang. Đề nghị như lên cao mừng. Về phía khách mời đại biểu các tỉnh thành phố, trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình. Đề nghị như lên cao mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Đức Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai. Trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Yên Bái. Đây. Về phía đại biểu các huyện trong tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Lâm Bình. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Nghị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Sơn Dương. Giới thiệu đồng chí Ma Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban huyện Na Hàng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hà Thị Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Chương Hóa. Trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện đại biểu các huyện Hàm Yên, Yên Sơn. Đề nghị như lên cao mừng. Về dự hôm nay còn có đại diện của các ban tuyên giáo, ban dân vận tỉnh ủy. Đề nghị như lên cao mừng. Về phía đại biểu thành phố, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tuyên Quang. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Viết Cương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tuyên Quang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tuyên Quang. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nông Thị Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tuyên Quang. Trân trọng giới
đồng chí Đỗ Đình Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 đề nghị như lời chào mừng. Về dự buổi lễ khai mạc hôm nay còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các ban đảng, văn phòng thành ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã phường đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, các tổ chức cá nhân tài trợ công đức tu bổ xây dựng các di tích trên địa bàn thành phố, và đặc biệt có sự tham gia của đông đảo nhân dân thành phố Tuyên Quang, bạn bè và du khách đến dự tham gia dự lễ hội, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Đình Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 lên khai mạc lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỉ La năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Hòa trong không khí sôi nổi của nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang đang thi đua lập thành tích chào mừng các kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, thành phố. Hôm nay